Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Giờ đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Bayer Leverkusen và AS Roma trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp C2 châu Âu Europa League mùa giải 2022-2023. Trận đấu này diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2023. Hiện tại Bayer Leverkusen đã để thua ở trận lượt đi nhưng cách biệt một bàn trên sân khách rõ ràng chưa là gì bởi họ còn 90 phút sắp tới ở trận lượt về này. Phong độ của đội chủ sân Bay Arena trong thời gian gần đây là rất tệ, bằng chứng là cả 3 vòng đấu gần nhất tại Bundesliga họ đều không thắng, trong đó từng thua, trong đó từng thua Cologne ngay trên sân nhà và gần nhất là hòa trên sân của Stuttgart, đối thủ mà lượt đi họ đã thắng 2-0. Nên nhớ là trước đó, <laughs> nên nhớ là trước đó Bayer Leverkusen từng có chuỗi trận cực kỳ ấn tượng khi từng có tới 6 trên 7 vòng đấu tại Bundesliga giành chiến thắng, trong đó từng đánh bại cả Bayern Munich về phía đội khách thì AS Roma đang trải qua chuỗi trận được cho là tệ nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. Cụ thể là họ chỉ biết hòa và thua trong năm vòng đấu gần đây tại Serie A, trong đó từng nhận hai thất bại với tỷ số cách biệt trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Atalanta và Inter Milan. Gần nhất là hòa không bàn thắng trên sân của Bologna. Với chuỗi trận nghèo nàn đó thì thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho đã bị đánh bật khỏi top 4, thậm chí đang đối diện với nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa sau khi hiện chỉ xếp thứ 6 hơn đội xếp thứ bảy là Atalanta vỏn vẹn một điểm theo các nhà cá châu Á, dù phong độ gần đây của Bayer Leverkusen là không tốt, nhưng có thể thấy họ đã hiệu quả hơn nhiều so với giai đoạn đầu mùa giải khi được trường vật ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng và hiện tại đã leo lên vị trí thứ 7 tại Bundesliga. Xét về sự hiệu quả thì đại diện Bundesliga cũng đang nhận được sự tin tưởng khi đội bóng này đã thắng kèo ở 7 trên 11 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường. Trong đó, AS Roma chỉ thắng kèo ở 7 trên 11 vòng đấu gần đây tại Serie Vì vậy, với lợi thế sân nhà, Bayer Leverkusen được đánh giá là kèo trên trong trận đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng, thì với việc đã dẫn trước 1-0 ở lượt đi, nhiều khả năng AS Roma sẽ thi đấu với đội hình thấp ở trận lượt về này nhằm hướng đến một trận hòa. Hàng công của đội chủ sân Olympico cũng đã chơi không hiệu quả trong thời gian gần đây. Cụ thể là năm vòng đấu gần nhất tại Serie họ chỉ ghi được 3 bàn, trong đó đã thịt ngòi hai trận gần đây. Ở à phía đối diện thì Bayer Leverkusen cũng không khá hơn khi chỉ có 4 lần nổ súng ở 5 vòng đấu gần nhất tại Bundesliga. Vì vậy nhiều khả năng trận đấu giữa Bayer Leverkusen và Roma sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ và sẽ có rất ít bàn thắng được ghi, lựa chọn cửa xỉu trong trận đấu này là hợp lý. Theo các nhà cái châu Âu ở trên lượt đi thì Bayer Leverkusen chỉ thua với cách biệt tối thiểu 1-0 nên cơ hội để họ săn bằng cách biệt là nhiệm vụ được cho là không quá khó khi được chơi trên sân nhà ở trận lượt về này. Nên nhớ là đội chủ sân bay Arena đã thắng ở 4 trên 5 trận sân nhà gần nhất tại Bundesliga trong đó từng đánh bại cả Bayern Munich, thắng đậm Ajax Frankfurt và thắng cách biệt RB Leipzig. Vì vậy, đây sẽ là chuyến làm khách được dự báo là lành ít dữ nhiều với thầy trò huấn viên Jose Mourinho. Tiêu chung lại thì Bayer Leverkusen thường thi đấu rất hiệu quả trên sân nhà, trong khi AS Roma chỉ thắng 1 trên 11 trận sân khách gần nhất trên mọi mặt trận, trong đó từng thua đối thủ ở cửa dưới như Cremonese và từng bị Lec Mosa cầm hòa. Bayer Leverkusen cũng đã tỏ ra rất hiệu quả trước các đối thủ lớn, cụ thể là trong 8 vòng đấu gần nhất tại Bundesliga, Họ từng thắng Bayern Munich, RB Leipzig và hòa trên sân của Union Berlin. Vì vậy, với lợi thế sân nhà, đội chủ sân Bayern Arena hoàn toàn có thể có một chiến thắng trong trận đối đầu với AS Roma ở bán kết lượt về Cúp C2 châu Âu mùa giải năm nay. Được biết, trận đấu giữa Bayer Leverkusen và AS Roma trong khuôn khổ bán kết lượt về Europa League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2023. Theo bạn, giữa Bayer Leverkusen và AS Roma đội bóng nào sẽ có chiến thắng? hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại